Chào các bạn nha. Hôm nay thì mấy chú hở các bạn đã làm xong 5 cái giếng và kết thúc xong cho các bà con nghèo tại đây rồi. Thì cái phần quà hôm nay là được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân, đó là chú Trường và cô Châu gửi đến những cái nguồn nước sạch đến cho bà con. Hộ đầu tiên mình với Ngân ghé nè các bạn là hộ của anh Dũng nè. Thì bây giờ là thấy người ta đã làm xong hết rồi, chào anh Dũng nha. Thì mấy chú hở khoan ở dưới đây đó hả anh Dũng? Đang ở đây, rồi mình khoan lên. Thôi lên chuyện cái mô tô lên trên này. Dạ, rồi cho tụi em lên nhà coi thử nha. Ủa nay vợ con anh Dũng không có nhà sao? Đi làm bên kho lúa bạn. Dạ, anh Dũng có đi làm không? Có đi xẹt mấy giờ, 4-5 giờ. Dạ, qua wow, đây cái mô tô mới chát luôn ha. Để ở đây. Rồi, ủa như vậy thì nước mình truyền đi đâu anh Dũng? Chứ giờ xài ngoài đó. À, mình có định truyền vô bếp không anh? Có nhiều vô bếp mình xài, bếp mình kéo vô. Dạ. Còn vô mình xài ngoài kéo ngoài. Thì mấy chú họ làm có lâu không anh? Hay là mau? Không, làm cũng hơi lâu. Dạ, hơi lâu xíu hả? Nhưng mà thấy anh thấy có nhiệt tình không? Không, làm thì cũng nhiệt tình lắm. Bằng nước thì cũng sạch sẽ này kia, cũng xài cũng thoải mái. Dạ. Rồi anh Dũng thấy làm sao, có vui mừng không? Thì cũng rất vui, cũng cảm ơn bên Thạnh Thường Quân này kia cũng giúp đỡ này kia cho gia đình. Dạ. Thì bây giờ mình thử mình bật lên xem nó làm sao ha anh Dũng. Dạ. Mình bật lên thử coi cái nước nó sạch như thế nào ha. Ồ, sao bây giờ là anh để ở ngoài vậy anh Dũng? Để ngoài tại mấy đứa nó hôm qua nó tắm ngoài. Dạ. Cái này mình đem đi buồn cũng được. À, bây giờ mình thử truyền vô trong đi ha anh Dũng. Rồi. Ổng dây dài quá, bởi mới mua hả? Thì bên ảnh tặng luôn. À, bên thợ tặng cho luôn. Rồi. Giờ là mình bắt đầu truyền ống dây vô trong á các bạn, để mà mình bơm nước mình sử dụng cho việc sinh hoạt nè, rửa chén hay nấu cơm. Giờ anh Dũng thấy cái này chưa? Thấy rồi, vợ vui lắm. Vui lắm hả? Mấy đứa con nhỏ có thích không anh? Mình không có cực khổ đi xuống dưới sông mình múc nước lên nữa. Dạ. Mấy đứa nhỏ chắc cũng thích lắm anh. Chuyền vô. Chắc vừa luôn quá thằng ơi. Chuyền nó cúp ngay đó. Chưa có đem cái bồn vô, đem cái bồn vô để trong này xài. À, chưa có đem cái bồn vô. Đây, giờ mình mở ra đây đi, mình để thử vô trong lu xem cái nước nó thế nào đi. Đây, ở trong đây là cái chỗ mà nấu cơm nè các bạn, rồi rửa chén nè. Rồi có cái sông chén nhỏ thôi à. Mà cái dáng cũng mục hết rồi ha không. Giờ mình coi thử cái nước nó như thế nào nha. Ui. Đây anh Dũng ơi. Anh nhớ em nha. Đó, các bạn thấy chưa, nước rất là trong luôn. Mát nữa. Dạ anh Dũng vô đây nè. Nước này uống được luôn anh. Uống được luôn á. À. Dạ đúng rồi, nước này là uống được đó. Hơi mặn hơi thôi. Dạ, anh xả ngang hồi là nó ngọt lại à. Nè. Rồi. Anh Dũng tắt cho tụi em nha. Trời ơi. Nước trong luôn. Ôi, uổng quá, uổng quá. Rồi, để tắt thôi. Xong. Đây, trời ơi, Ngân coi nè Ngân. Trong thấy ở dưới đáy luôn á. Mát lượi luôn á. Trong ghê luôn. Rồi anh Dũng ơi, em thấy cái nước này là sạch gấp mấy lần ở dưới sông luôn. Trong thấy đáy luôn á. Dưới sông đâu có lợi đâu. Dạ, dạ. Mình ra đây Ngân. Thì mình đi ra đây ngồi xíu nha. Rồi phải có vợ với con hình ở đây em, tụi em hỏi coi là niềm vui của họ như thế nào ha. Khi mà có được cái giếng nước sạch. Sáng mới đi làm. Dạ. À. Mới đặt nước bữa đó về mấy nhỏ nó kéo vô tắm quá trời. Yeah. Nó vui hả? Cái giếng nước này là được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân, đó là chú Trường và cô Châu gửi đến cho nhà anh Dũng cái giếng nước trị giá là 4.500.000 đồng, để giúp cho gia đình anh, người vợ con nè có được cái nguồn nước sạch hơn để sử dụng. Dạ, thì có sức khỏe để đi làm nha anh. Rồi anh cũng thay mặt gia đình cảm ơn anh Trường với chị Châu. Dạ. Cũng hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình. Thì cũng rất là mang ơn. Dạ. Rồi tụi em cũng xin chúc mừng anh nha. Hy vọng là có được cái nước này thì nói chung là cuộc sống mình sẽ tốt hơn đó. Không còn những ngày tháng mình phải xách nữa, xách giết rồi chắc là đau tay lắm anh. Khi đi làm về rồi khi mệt mỏi kia cái dạ. Cũng xách lên xài. Dạ.
mà mỗi lần sách thì cực lắm, nó đi lên tới trong bếp rồi. Rồi mấy đứa nhỏ nó đi xuống dưới sông nó tắm thì cũng tội nghiệp nó nữa. Mà nước nguy hiểm thì khi nào mà nước lớn thì nó hơi trong chút, còn nước gầm thì nó dơ. Đây ít bữa nó dịch nó nằm dưới kinh đó. Dơ nữa. Mà mỗi lần nước gầm thấy là nó tuốt ở dưới luôn, không thể nào múc được luôn á. Nó còn có mét mấy à. Dạ. Nó khô còn mét mấy. Mà nó dơ mà xịn nó lên á, rồi mình sử dụng thì ngứa lắm. Rồi mỗi lần mà trong ruộng nó xả thuốc ra thì cũng vậy đó. Đúng rồi. Dạ. Nên bây giờ có được cái nguồn nước sạch hơn thì tụi em một lần nữa xin chúc mừng anh nhiều nha. Rồi, dạ. Thì rồi tụi em xin phép đi hộ tiếp theo nha. Dạ. Rồi tụi em đi đây. Tiếp theo là mình sẽ dắt các bạn qua gia đình thứ hai nha. Hộ thứ hai thì bây giờ là cũng có được cái cây nước sạch rồi đó các bạn, thì họ cũng rất là vui mừng. Giờ mình đi qua xem họ thế nào hả Ngân ơi. Ở bên kia. Trời ơi, bà thấy không, vịt nuôi dưới sông rồi Ngân. Vịt nuôi hẳn dưới sông. Vậy là nước đang lớn mà nước thì... Đúng rồi. Bên đây thì làm chuồng, bên đây là dùng cầu sàn. Cái chuồng vịt gần cầu luôn. Chào em. Không, bữa nay chị An bận rồi em ơi. Đây, tới rồi nè Ngân ơi. Ơi, chú ơi. Mình tỉnh, mình tỉnh. À, chào chú nha. Dạ, chào chú. À, tụi con vô được không chú? Tụi con được biết là bây giờ nhà chú là có được cái giếng nước sạch rồi đó. Thì chú chỉ cho tụi con là thợ khoan ở đâu hả chú? Không biết rồi. Chú thấy chưa? Cái gáo nước này, cái cây nằm đâu? Ở đây nè. Đây các bạn ơi, cái chỗ mà chú họ khoan là nó nằm ở đây nè. Còn mua tưa thì mình để ở trên đây. Còn mua tưa này con sợ chỗ này nó bị dột quá chú, nên chú che chắn nó lại nha. Nó không bị sét á. Dạ. Giờ mình ngồi đi ha. Nay tụi con ghé thăm chú xem là chú có vui mừng không khi mà có được cái nước sạch như thế này nè. Được cho cái nhớ thì là rất là mừng. Dạ. Rất cảm ơn. À, vợ của chú có nhà không vợ con chú? Đi về về Long Xuyên rồi. Nhà Long Xuyên rồi không có nhà. À, vợ con chú có vui mừng không chú? Vui. Dạ. À, cái giếng nước này nè là được sự hỗ trợ của chú Trường và cô Châu gửi đến cho gia đình của chú nha. Thì số tiền là 4.500.000 đồng một cái như thế này. Chúc cho gia đình chú sử dụng nước sẽ có nhiều, sẽ có sức khỏe nha. Dạ. Làm ăn phát đạt nha chú. Bây giờ chú có thể nào mà xả cái nước ra cho tụi con coi thử coi nó trong như thế nào. Nó khác với nước sông như sao hả chú? Cái này chú sử dụng dễ không chú? À, bơm lên thôi. Rồi cái ống dây này. Ống của chú ở đâu vậy chú? Sao? Đây, ở đằng sau. À. Ồ, vậy là nhà chú nấu cơm rửa chén là ở đây. Dạ. Dạ. Là nước nè. Nước à. Rồi các bạn ơi, nước nè nó rất là trong luôn chú. Chú cho tụi mình coi đó. Đó, trong chưa? Chú thấy nó khác như với nước sông nhiều không chú? Khác nhiều. Dạ, vậy mình tắt đi chú ơi để nấu ăn nữa chưa chú? Dạ. Chú thử ra đó bơm cho tụi con coi được không? Rồi chú bơm vô thùng đi. Thùng còn không? Dạ, nước này là chú sử dụng cho việc gì vậy chú? Nấu cơm với giặt đồ, rửa chén rồi. Dạ, rồi bây giờ mình tắt đi ha chú, để mình tiết kiệm nước đi ha. Còn như Ngân đi ra cho chú tắt.
đi ra thôi. Rồi, ngăn rút chưa cho chú nha. Rồi. Trời ơi, chúc mừng chú nhiều nha. Thấy chú vui quá trời luôn. Nay chú không có đi làm hả? Dạ, làm một đêm mà. Dạ, làm một đêm thôi. Đi soi một đêm mà. À, đi soi. Soi vậy thì một ngày là được bao nhiêu tiền á chú? Chú soi ớt hả? Bán này kia cũng được 200 ngoài, bỏ tiền chi phí cũng còn được 200. Dạ. Bỏ 100 ngoài. Là chú soi ớt hả? Rồi, ớt lương. Ớt lương, dạ. Còn cô thì hiện tại là có em bé. Ở nhà chăm bé. Dạ, không có đi làm được. Thì cuộc sống cũng khó khăn hả chú? Dạ. 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 Rồi lúc mà chú đi làm thì mỗi lần cặn nước là cô phải xuống dưới xách lên thôi vậy chú? Lên. Dạ. Còn bây giờ thì chú thấy làm sao? Quá mừng, quá vui. Dạ. Thì có nước rồi cho chú. Chú có thử là nấu canh hay là mình nấu nước gì chưa? Có nấu canh thử. Dạ. Được. Dạ. Chú thấy nó có khác gì với nước sông nhiều không? Nó im nước sông. Dạ. Tại vì con thấy có một số người họ sử dụng nước sông quen rồi á, khi sử dụng lại nước giếng thì cũng hơi khó. Là chú tập dần dần nha. Dạ. Nhưng mà nó rất là sạch luôn để cho hỗ trợ cho sức khỏe của chú và gia đình chú nữa. Một lần nữa thì tụi con xin chúc mừng chú nhiều nha. Dạ. Dạ. Chúc chú nhiều sức khỏe và năm mới vui vẻ nha chú. Dạ. Rồi tụi con đi nha. À, thì gia đình tiếp theo mà mình với Cẩm đi là gia đình của chú hai bị tai biến đó các bạn. Hôm nay thì mình sẽ ghé thử chú vui cỡ nào nha. Rồi đó tiền ăn ơi. Nay có cô ở nhà. À. Chú ơi. Chào chú ơi. Con chào chú. Đây nha. Dạ. Cô ơi. Chào cô nha. Vợ chú hả chú? À. Dạ. Cô thì... lại đây với tụi con được không cô? Nói chắc là mũ. Dạ. Dạ. À, đang ấy đồ mũ hả? À. Dạ, hôm nay thì dì em con tới thôi mà coi cái giếng hả chú? Dạ. Đó. Thợ khoan ở đây luôn hả chú? À, đúng rồi. Hôm qua thợ khoan lâu không chú? Khoan đâu chừng hơn nửa tiếng hổ. Hơn nửa tiếng lẹ ha. À, chú thấy thợ làm có nhiệt tình không chú? Nhiệt tình. Dạ. Chú vui không? Vui, vui gặp được cái Phan này mừng lắm trời, dễ gì. Dạ. Gì hả chú? Mình vô nhà hả chú? Dạ, vô nhà chắc. Cái mua tươi là để ở đây. Mua tươi để luôn. Để đây này coi. Dạ. Để trong nhà nó an toàn. Dạ. Cái này chắc không bị giọt đâu hả Cẩm? Dạ không. Không, không giọt đâu. Chắc không giọt đâu. Không, nếu có giọt thì mình lấy cái bao mũ đậy đó. Dạ. Dạ. Mình có thử xài nước cho chú. Rồi. Dạ. Nước cũng đẹp lắm, tốt lắm. Đẹp dạ. Lắm. Dạ. Bây giờ chú có thể thử nước là cho chị em con coi một lần nữa. Chú ghim điện vô cho tụi con coi thử coi cái nước nó sạch sao á chú. Nè, con, mà, con ra đây, con ra đây. Chú không có kéo vô trong mà. Chú không kéo ra trong xài hả chú? Có, cái này bị chú để ra ngoài này là mình tưới này kia. Rồi chú có ngoài tưới ra thì con nghĩ là nước này chú nên chú nấu cơm, rửa chén. Nấu cơm, rửa chén mình nấu lên mình uống cũng được hả chú? Ừ. Tại vì nước thì nó sạch hơn nước dưới sông, đảm bảo sức khỏe của cô chú hơn. Vậy mình lau vô trong được không chú? Con, hả? Ở chú khoan nó bật lên nha, nó sẽ... Khoan hả chú, khoan nha chú. Mà ấy trong hả? Dạ, mình lôi vô trong nha chú. Con lôi tự nhiên thoải mái. Dạ, dạ, để chị em con lôi chưa. Rồi, con xả từ từ để cho cháu nó lôi không có gì. Dạ, dạ. Để về cháu vô rộng đi, đang chú bật nước ha. Dạ, dạ, khoan chú ơi. Tới đâu rồi Ngân ơi? Tới chưa? Còn nữa không? Còn xíu nữa à. Rồi, hết dây rồi nha. Dạ rồi, chú bật nước giùm chị em con nha. Ủa nước này qua chú có xả chưa ta? Nước này chú có xả chưa mà con thấy nó còn đục này chú ơi.
Nước này chú có xả ra chưa dạ? Qua chú ấy có xả rồi. Xả nhiều chưa chú? Tôi xả rồi cũng chừng 15 phút rồi. Cầm giùm tôi cái nha. 15 phút mà nước cũng trong gieo mà. Chú ơi, nước này hả chú? Mình xài mình xả ra nhiều quá. Nhiều quá chú. Nhưng mà chú thấy nó đục quá á, chú nên xả nó ra giống như con vậy nè. Xả bỏ nào mà thấy cái nước nó trong lại nè. Ừ. Thì chú sử dụng lên nha. Đó. Trong hơn lúc nãy rồi đó chú có thấy không? Tại vì nước mới á chú. Mới. Thì mới phan mà. Dạ. Rồi chú, rồi, chú tắt giùm con nha. Nó trong lắm rồi đó. Tắt không ơi. Tắt đi con. Tắt thôi. Dạ rồi. Rồi. Rồi, giờ con để đây nha. Rồi mình là ra trước xíu nha chú ha. À, đi đi, trời đi. Tự nhiên như nhà mình. Dạ, ngồi đây nghe chú. Thôi chổng ngồi đi. Dạ, dạ, ngồi đây được rồi chú. Rồi. Có cái giếng nước rồi chú thấy làm sao chú? Mừng lắm, nói với Mạnh Thường Quân cũng rất là cảm ơn Mạnh Thường Quân ở An Giang mình. Dạ. Có lòng hảo tâm. Dạ. Cho anh em giúp đỡ cái nghèo. À, dạ. Mạnh Thường Quân giúp đỡ cái giếng này cho chú hai á, là của chú Trường và cô Châu nha. À, cái giếng này trị giá là 4.500.000 đồng. Cô Trường. Dạ, chú Trường. Chú Trường. Cô Châu. Cô Châu. Dạ. Hai người họ là ủng hộ cho chú để chú có được cái nguồn nước sạch hơn để sử dụng đó chú. À. Chú có muốn nhắn nhủ gì với cho chú cô gọi, chú không? Chú cho chú gửi lời thăm chú Trường và cô Châu. Dạ. Chú ơi, cảm nhận rất cảm ơn cho cái cây nước. Dạ. Mừng lắm, là cây nước sạch mừng lắm. Dạ. Có cây nước sạch rồi thì chú sẽ xài đảm bảo sức khỏe hơn các cô chú nha. Ừ. Dạ. Thì cái này cái giò này đó té cũng tại xích nước đó. Dạ. Vậy đó hả chú? Cái nước té là cầu rồi. Là chú té làm sao vậy chú? Té là người ta biến luôn. Ừ. Là chú xuống dưới sách rồi chú té hả? Rồi xích nước á. Dạ. Xích nước. Dạ. Rồi té rồi xong rồi nhức chân. Không, chân này bây giờ yếu. Yếu luôn. Ừ. Dạ. Ờ. Mình đau cũng cái năm nay rồi. Dạ. Cái nước đụng quá. Dạ. Trời ơi, sách mà tới nỗi té luôn hả chú? Chú sách nhiều không? Chú sách nặng lắm không? Cái đôi chừng thùng nhỏ, chừng mười mấy lít cái gì? Mười mấy lít là cũng nhiều lắm á. Nhiều lắm á chú. Dạ. Mấy mấy giờ đưa cháu đi đồng hết trơn rồi, không có nhà, mua đồ mũ á. Dạ. À, bây giờ chú có khi nào sách không? Có. Rồi, nó cũng được ngồi mũ rồi, nhưng nó nhà nó cũng sạch nước nôi. Dạ. Con được biết là vợ chú là mua đồ mũ để nuôi cả gia đình. Chú thì giờ bị tai biến, không có đi làm gì nữa. Có thằng con đi mằn cỏ về bà, nó nghèo quá, nuôi gì vậy? Dạ. Cuộc sống cũng khó khăn quá hả chú? À. Nhưng mà bây giờ thì có được cái nước sạch hơn rồi. Cũng mừng rồi. Dạ, tụi con xin chúc mừng cho chú nha. À, dạ. Cảm ơn. Chúc cho chú năm mới vui vẻ. Khi có nước rồi thì Tết thì mình cũng mọi chuyện cũng nhanh đó chú. À, mình chỉ cần bơm lên thôi à. Cái mình sử dụng thôi. Điện vô là mình xài. Dạ. Rất khỏe. Dạ. Dạ. Vậy tụi con xin phép chú tụi con đi nha. À, dạ. Tụi con chào chú nha. À, cảm ơn ha. Dạ. Dạ. Chào cô Tám nha. Dạ con chào cô. À, giới thiệu với các bạn, cô Tám qua đây cho con. Cô Tám qua đây cho con. À, đây là cô Tám, vợ của chú Tám đó các bạn. Thì cô quanh năm túc kháng lúc nào cũng đi mua đồ mũ về để nuôi cả gia đình hết á. Thì con chỉ muốn hỏi cô Tám là khi mà có cái nguồn nước sạch đó thì cô Tám thấy làm sao? Cô Tám có vui không? Vui. Dạ. Dạ. Hồi đó giờ cô Tám có lần nào thấy cái nước này chưa cô? Chưa. Chưa đó hả cô? Rồi bây giờ là có được rồi thì con cũng xin chúc cho gia đình cô nhiều sức khỏe nha. À, cô có cần thiết nó cắt tay nha cô. Nó bén lắm cô. Ừ, nha cô. À, giờ là cô chuẩn bị đi mua nữa hay là... Không, này đi chở cho nó chặt. À, chở cho nó căng. Một ngày thu nhập cô cao không cô Tắc? Mua hỏi tiền góp không à. Dạ. 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 Là lo cũng nặng quá hả cô, tại con thấy giờ ông cũng bị tai biến rồi. Dạ. Thì cô cũng cố gắng nha cô Tám. Chúc cô năm mới vui vẻ nha. Rồi tụi con đi đây. Tụi con đi nha.
Bà ơi. À. Dạ, tụi con chào bà. Cái giếng của mình làm rồi hả ba? TV TV. Tắt giùm con cái TV xíu nha. Tắt giùm con TV xíu. Để con tắt cho. Nghe đi, con tắt. Để con biết, con biết. Không công gì đâu. Lúc rồi. Dạ rồi. Rồi mà bà nghe đi bà, bà thấy gì vậy bà? Cô chú bà. Dạ. Dạ, cô bà. Dạ, ra đây nha. Hôm qua mình khoan cái giếng này lâu không cô? Cũng mau con. Dạ mau. Ừ, cũng mau. Dạ, cô thấy mấy bên chú thợ làm giếng sao cô? Cũng được, im lắm. Dạ. Đàng hoàng lắm. Dạ, cô nhiệt tình hả cô? Nhiệt tình dữ dằn luôn. Dạ, qua nay cô có xài nước chưa? Có, cô có xài rồi. Sạch không cô? Hôm qua mấy chú lại dỡ máy này ra hết trơn luôn. Dạ. Làm cho cô luôn. Dạ. Cô nghiệp lắm. Dạ. Thật tình lắm. Dạ. Dạ. Cô nói cô làm trà đường cho mấy chú uống. Quá mừng rồi. Dạ. À. Thì giờ cô cho tụi em, chị em tụi con coi nước thử sạch như thế nào nha cô. Ai ai ai. Cô tươi dạ. Đây hả cô ba? Rồi cô để đây nè. Có dột không cô? Hả? Cô sợ dột thì cô nhớ che lại nha cô. Để cô lấy cái thùng úp nó lại nha cô. Cô lấy sợ mắt. Dạ. Cô. Cô cho mắt đó. Trời ơi. Nè cô xài nước nè. Cô nhớ cưng đó nha. Cô sợ mắt đó. Nè cô xài nước hồi sáng nè. Cô giặt đồ quá. Trong quá ha cô. Dạ. Bây giờ mình thử bơm. Bây giờ mình bơm lại nha cô. Cô bơm ha. Dạ. Con đổ miếng nước cho cô dễ bơm nha. À. Bơm như có thu cũng được. Con đổ cái thau bỏ đi. Dạ. Cảm ơn cô gửi dao rồi nè. Dạ. Dạ rồi con đổ nhiều thôi. Bây giờ cô bơm đi. Căng nha. Căng nóng. Dạ. Dạ rồi cô im đi. Ồ. Nước này quá trong luôn cô ơi, mình không cần xả luôn á. Cô bơm. Ngắm qua thì nó chưa có trong. Dạ. Dạ đúng rồi. Sáng nay cái cho cô bơm thấy nó quá trong luôn đó. Không dạ. Nếu mà cô không thấy trong á thì cô xả nước đầu ra từ từ là nó trong lại cô. Này ngắm qua có tụi nghiệp chú đó kêu. Dạ. Cô để hơi lâu đi. Dạ. Rồi nó trong mà tắt. Dạ rồi, giờ mình tắt nước ra ngoài nha cô. À, cũng không có hao điện nhiều đâu. Dạ. Lấy cô vậy. Ừ. Dạ. Bơm lên luôn cho con. Nước quá trong luôn anh ơi. Nước sạch ghê luôn. Rồi. Trong con. Dạ trong. Con thấy được cái đáy luôn á. Ừ, quá cảm ơn này. Dạ. Dạ, con đứng đây à, quay phim thì cô cũng có nói đâu lời. Dạ, cô ngồi đây chị em tụi con nha. Đi. Dạ, cô muốn, chưa trước nói thì trước khi cô ba nói thì con nói với cô là cái giếng này nè là được sự hỗ trợ của hai mạnh thường quân. À. Dạ, là chú Trường và cô Châu. Dạ, thì số tiền là 4.500.000 đồng gửi tặng đến cho cô nha. À. Chúc cho gia đình cô khi sử dụng nước sạch đó thì có nhiều sức khỏe. Nha. Dạ, rồi cô cũng cảm ơn nha. Dạ. Rồi cô cũng có lòng... cũng cảm ơn lòng hảo tâm của mấy cô chú anh em chị em đó giúp đỡ cho cô có cái nguồn nước mà sạch sẽ. Cô rất cảm ơn nhiều lắm. Sau chút sống lâu tâm tuổi già đang còn làm cho nhiều khác nữa. Đó cho chúc cho mấy người đó đó cho nhân gặp nhiều may mắn. Đó rồi cô cũng có nhiều đôi lời thôi. Rồi cô cũng cảm ơn hai cháu với chú. Cũng có nhiệt tình lòng đến đây với cô. Cho cô cái nguồn nước sạch sẽ rồi đồ đạc đầy đủ hết. Điện trùng này kia nọ không xuất ra đồng bạc nào hết trơn. Dạ. Gắn hết trơn cho cô luôn. Hết trơn luôn, cô không có tốn đồng bạc nào. Chỉ tốn con ly trà đường thôi. Trà đường thôi, không có tốn gì nữa hết trơn. Dạ. Rồi cô cũng cảm ơn ba cháu nhiều lắm. Dạ. Tình với cô đến đây nha. Dạ. Cháu cô ba thấy nước chưa? Hả? Cháu cô ba. Cháu cô ba. Ngày hôm qua nó đi học rồi về nó gặp ngoại ơi gọi hả ngoại. Quá mừng rồi. Về bắt đầu bà cháu mới lấy xình lấy đồ dọn dẹp. Quá mừng luôn rồi, nó ngoại gọi đó ngoại. Quá mừng rồi. Đi học rồi. Dạ. Là nó đỡ sách nước. Dạ. Cô bơm lên cô thấy sao cô? Im lắm. Đó nãy như con nãy ra làm im lắm. Dạ. Mà cô... công nhận mấy chú này có 4 người. Với cái ông kia là đi theo là 5 người. Dạ. Đặc tình lắm. Làm đàng hoàng lắm con ơi. Dạ. Cô có thử dùng nước đó nấu ăn chưa cô? Thì chưa chưa. Chưa hả? Cô chưa nấu. Mới giặt đồ đó cô. Tại vì cô mới xả đồ chứ mơ còn nước tại vì mấy gài cô xách cái dưới cô lóng quèn để thùng riêng. Dạ. Cô nấu canh. Dạ. Vậy đó. Thì bây giờ nước này cô cứ thử nấu ăn đi nha cô. Nước này cô nghĩ là mình nấu sôi xong rồi mình để vô bình mình uống vẫn được luôn. Vậy đó hả? Dạ. Mình khỏi có phải mất tốn tiền đổi nước á. Vậy hả? Cô không biết.
Tại cô sợ hồi lúc nó nghe người ta nói gì lớ lớ lợ lớ lợ lợ. Dạ. Rồi cô cũng có chưa có xài tại mới ngày hôm qua nay à. Cái này là dạ. Cũng tùy dùng á cô, tùy dùng nước nữa nữa. Thì cô cứ sử dụng thử coi được không, tại vì cũng có người sử dụng nước sông quen rồi họ không sử dụng nước giếng được. Nhưng mà khi mà cô uống được thì cũng rất là tốt. Dạ. Rồi từ từ mình nghi từ từ á, nhưng mà nước nó rất là sạch, sạch hơn ở dưới sông nhiều. Dạ. Đúng rồi, con giờ giờ nước gần như đục như cơm vo luôn kìa. Dạ. Tại vì con thấy là người ta vừa nuôi cá vừa nuôi vịt nữa, cộng thêm nước người ta làm ruộng ở trên thải xuống nữa. Rồi đó, y gan đó con. Dạ. Bởi giờ gì đây? Bởi cô gặp được nguồn nước này là cô mừng dữ lắm. Sạch sẽ, giặt đồ cũng trắng luôn nữa. Dạ. Giặt đồ trắng nõn luôn, áo trắng cho cháu đi học á. Dạ. Chứ mời cô để ý cô dòm á. Dạ. Là trắng nõn luôn. Thì bây giờ có nguồn nước này rồi thì chị em cô con chúc cô là sống lâu trăm tuổi nha cô. Rồi cô cũng cảm ơn con đi nha. Dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe. Con nghe 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 tao nói có không con? Dạ. Nói Tết này có quà nó có không con? Tết có quà hả? Thì cái đó thì con cũng chưa có hứa được với cô nha. Nếu có dịp thì tụi con sẽ quay trở lại giúp cho cô. Dạ. Tụi con chào cô nha. Tụi con đi nha cô. Rồi. Trường hợp thứ năm mà mình với lại Ngân ghé các bạn là trường hợp của nhà bà Lan. Thì bà ấy rất là khó khăn luôn, hàng ngày phải đi xách nước ở dưới sông nè các bạn. Nước thì rất là dơ luôn, vịt người ta nuôi nhiều ơi là nhiều luôn. Bên này có lồng cá nữa. Đúng rồi, mà nước chắc này là lớn rồi đó, mà các bạn thấy nó đục cỡ đó đó. Thì nước gồng rồi còn đục hơn nữa, mà bà phải xách lên á. Do là gấp gáp quá nên là mấy chú thợ khoan liền cho bà luôn, nên mình với Ngân chưa có kịp đi khảo sát. Được sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân là chú Trường và cô Châu thì cũng đã ủng hộ cho bà được cái giếng thứ năm. Thì giờ mời các bạn cùng mà vô xem cái giếng nước bà sạch như thế nào nha. Đi thôi. Đây. Ôi bà Hai ơi. Bà Hai ơi. Chào bà Hai. Dạ. Tụi con á là bên nhóm phụ nữ miền Tây á, tụi con đại diện Mạnh Thường Quân nay đến thăm nhà bà nha. Thì hôm trước á là tụi con chưa có khảo sát nhà của bà, nhưng mà cũng được mấy chú thợ á và Mạnh Thường Quân á họ thương bà lắm nên là khoan liền cho bà luôn. Thì là chỗ này chỗ này đúng không bà Hai? Dạ, còn mua tưa là bà Hai để ở chồng. Bà Hai thấy nếu mà lỡ trời mưa nó có dột không á bà Hai? Đâu để con kiếm đồ mình che cho tụi con vô coi nha. Đây cái mưa tưa để đây, có gì thì bà Hai chùm miếng mủ lại cho nó. Đừng có dột nha, mình chùm miếng mủ lại. Dạ. Chứ để đâu giờ. Bây giờ Mạnh Thường Quân mấy chú cũng dạ. Cô cũng mang ơn mấy dạ. Bây giờ mình thử xả nước cho con coi được không bà Hai? Được được. Dạ. Bà Hai sống một mình đó bà Hai. Dạ. Con được không bà Hai? Có con. Đây con ghim cho. Có con nhưng mà nó đi tứ tán hết rồi. Cái nói với chú đó đó. Dạ. Chú ơi chú chó tôi sẽ dây đi vô thuốc trong này luôn. Dạ. Rồi giờ mấy chú họ cho bà dây đi vô đây luôn. Ơi nước nước. Ôi, nước nước nước. Wow, bà Hai thử, bữa nay bà Hai bơm đầy bồn hết trơn luôn hả? Dạ. Thì chứ có nước thì bơm đặng mà xài để trời ơi sắp cực khổ mấy cô ơi. Dạ. Đây. Có cái thùng nhỏ thiếu à. Dạ. Bà Hai thấy nước làm sao bà Hai? Thấy nước sạch cho tôi cũng cảm ơn mấy chú với mấy cô Mạnh Dạ. Quân. Bà Hai thấy nó trong không? Trong. Giúp đỡ cho tôi là được nước này là tôi vui mừng lắm đó. Dạ. Sống được thêm tuổi nữa đó. Bây giờ mình tắt đi bà ơi. Bây giờ mình ra ngoài mình tắt nha. Để mình tiết kiệm nước. Dạ. Con á thì sau đó thì có con. Dạ. Bây giờ con nó đi mặn tứ tán hết rồi. Ở nhà thì nhà nước nuôi. Dạ. Một mình tháng ngồi đi ha bà. Nhà nước cấp được 10 kg gạo. Dạ. Bữa mấy chú lại đây
là tới tháng là ta cấp. Dạ. Tới tháng là ta đem lại ta cho. Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? 77 rồi, Tết này 78 rồi. Dạ. Vậy là vẫn chưa có tiền hô? Chưa. Dạ. Nghe người ta nói tới 80 mới đúng có. Đúng rồi, 80 mới có. Rồi gạo là được nhà nước cho. Nhà nước đó. Rồi mỗi lần thức ăn hay là ốm đau bệnh tật thì con lo. Dạ. Họ chu cấp cho bà nhiều không bà? Hả? Họ chu cấp tiền cho bà nhiều không? Không lo cho mình đau, đi nhà thương đó bao nhiêu thôi chứ đâu có cấp cho mình đâu. Dạ. Là lâu lâu con có gửi tiền về cho bà không bà? Thì có con nhỏ cháu, nó học ở trong nhà nè. Dạ. Nó gửi tiền gì cho con nó ăn học mỗi dạ. bữa. Dạ. Vậy là hết rồi hả bà? Rồi bà năm nay là 77 tuổi mà vẫn nấu cơm. Dạ, vậy chứ ai giặt nấu đồ. Giờ? Dạ. Thì mình giặt đồ có khi ha, bữa hổm không có cái ống nước thì xuống sông xả mình giặt rồi. Cho nhỏ cháu nó xả, nó bị nó mới học lớp 3 hả? Dạ. Nó còn nhỏ. Rồi nó đem xuống sông nó xả được. Còn có cái mình để cho nó giặt không có sạch. Dạ. Bởi vì nó còn nhỏ nó chưa biết làm. À, rồi là mỗi lần giặt đồ là bà đem xuống sông. Dạ. Còn rửa chén nấu cơm thì sao nấu bà? Nấu cơm thì xách nước, có cái thùng bê nữa. Bà xách nước luôn hả bà? Dạ, vậy chứ ai xách, giờ mình xách mình đủ rồi. Mình xài. Mình đâu có nhiều người đâu mà xách nhiều. Có bao giờ bà xách bà cảm thấy nhức tay không hay là mệt không? Trời cũng cho, đỡ được. Đau nhất thì không có, có cái chóng mặt bởi vì tôi thiếu máu não đó. Dạ. Nó chóng mặt hoài. Mình có phải uống thuốc hàng tháng không? Dạ, uống thuốc hàng tháng, rồi tôi uống thuốc hàng tháng, thuốc tây là không có chịu. Dạ. Rồi giờ tôi uống thuốc nam đây nè, mấy cô vô coi bọc. Dạ. Ủa mà bà Hai, sao bà Hai được biết là đến cái giếng này vậy? Hồi đó thì bà Hai có biết lần nào không chưa? Có, tôi thấy người ta đằng kia ta sao phan. À, người ta khoan nói hả? Nói với chú đó, nói gì nè chú ơi. Chú cho tôi một cái giếng phan nước đi. Bởi vì tôi có mình nên cái mấy ông đó cũng hỏi vòng vòng đi. À, hỏi hoàn cảnh của bà đúng không? Tôi có ở mình nên hay là có ai nuôi. Dạ. Cái ông thấy gì cái ông cho ông nói gì là ngày mai con lên con giải quyết cho bà. Dạ. Ngày mai là lên bơm đó. À, dạ. Bà Hai có biết là cái giếng này là được cái sự hỗ trợ của hai mạnh thường quân. Dạ. Dạ, là chú Trường và cô Châu gửi đến cho bà Hai cái giếng này. À, số tiền là 4.500.000 đồng. Dạ. Thì thấy bà sống của mình nên là muốn cho bà tiện lợi hơn đó. Có nước mừng sạch lắm, để bà sử dụng nha. Dạ, bà sống thêm gì? Được nhiều tuổi nữa thì bởi vì tôi mới nói với cô tôi còn sống thêm được năm nữa. Có nước sạch rồi bà Hai sẽ khỏe hơn nha. Dạ, chúc mừng bà nha. Dạ, bà có muốn nói gì với chú Trường và cô Châu không bà? Thôi tôi cũng không biết nói gì hơn. Bây giờ nhờ mấy chú đó thì tôi cảm ơn mấy chú đó thì thôi tôi cũng không biết ai đâu. Dạ. Hy vọng là mấy chú thấy tôi khổ nghèo mà cho tôi được cái nguồn nước sạch đó, tôi cảm ơn mấy chú. Dạ. Chúc mừng bà nhiều nha bà Hai. Thì hy vọng là Tết con cháu bà có về thì cũng có nước sạch để sử dụng. Dạ. Không phải đi xuống sông nữa. Con thấy chỗ bà Hai người ta nuôi vịt quá trời luôn hả bà? Dạ. Mấy cô thấy bây giờ là nó đỡ có một cái là nó bơm không có có hôi, mỗi lần nó hôi vô nhà rồi hôi ngủ không được. Yeah. Bây giờ sớm chờm rồi nói làm sao vậy, bởi vì khổ rồi. Tại họ nuôi vịt thì mình cũng đâu cản họ được đâu hả bà, mưu sinh của ta họ cũng mà cũng đời sống của người ta mình đâu có nói được. Ai đi qua lợi trời ơi ở đây được cũng hay à, hôi muốn chết tôi nói quen rồi. Nó hử dứt mỗi ngày mỗi quen rồi. Yeah. không có hôi. Dạ. Dạ, tôi con chúc mừng bà nhiều nha. Dạ, bây giờ bà có nước rồi, bà sống lâu trăm tuổi nha. Dạ. Bà mừng năm mới vui vẻ bà ơi. Có cái gì mừng hơn cái đó. Dạ. Rồi. Rồi. Bà mạnh khỏe sống lâu với con cháu nha. Dạ. Rồi tụi con đi nha. Dạ. Rồi, con đi đây. Con nha. Dạ, con đi bà ơi. Ừ, cảm ơn. Dạ. Các bạn ơi, mình và Ngân đã kết thúc xong năm cái giếng cho bà con hộ nghèo tại số 4. Một lần nữa nhóm phụ nữ miền Tây xin đại diện cảm ơn mạnh thường quân, đó là chú Trường và cô Châu rất là nhiều vì đã mang đến những cái nguồn nước sạch cho bà con. Chúc cho cô chú có nhiều sức khỏe và thành công nha cô chú. Năm mới vui vẻ. Chào các bạn nha. Giờ mình về Ngân ơi.